chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Kim Long bắt cóc cả nhà Đình Hòa, lên ý định báo thù cho Đăng. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của kế hoạch hoàn hảo. Theo như thỏa thuận với Diễm Quỳnh, cuối cùng Nam được thả tự do. Trái lại, bà Hồng Nhung đã rơi vào tay ông trùm ma túy này. Nam dù cố gắng tìm kiếm khắp nơi vẫn không thể tìm được mẹ mình. Anh lo sợ mẹ lại rơi vào tay của Kim Long, nên đã gọi điện xác nhận với Diễm Quỳnh. Thế nhưng do đã hứa với chú, Diễm Quỳnh đã không hé nửa lời việc bà Nhung bị Kim Long giam giữ. Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó. Kim Ngân thật sự đã tỉnh táo trở lại. Bà khóc lóc và hối hận khi đã không nói ra sự thật, để rồi phải chứng kiến cảnh cha giết chết con. Chính bà Ái Phương đã đẩy Đăng và Kim Long vào vòng xoáy của tội lỗi, làm cho cha con hận thù và tàn sát lẫn nhau. Kim Long thề với lòng rằng, nợ máu phải trả bằng máu, ông nhất định phải cho gia đình bà Phương tan nát, như cái cách bà ta đối xử tệ bạc với ông và con trai ông là Đăng. Tại bệnh viện, Kim Long giả dạng là bác sĩ, ông cùng với đàn em sau khi ép buộc bà Ái Phương chuyển tiền, cũng đã bắt cóc hai mẹ con bà Ái Phương đưa đến căn nhà hoang, mà không để lại một chút dấu vết cho công an truy tìm. Quá lo sợ mình có thể là người tiếp theo hứng chịu cơn thịnh nộ của Kim Long, Đình Hòa đã nhờ Khang đến nhà để đảm bảo an toàn, tránh lại bị bắt cóc và rơi vào tay Kim Long. Thế nhưng nước đi này đã bị Kim Long và Minh Đạt sớm đoán biết, họ dễ dàng leo từ trên lầu để bắt Đình Hòa. Đồng thời, Minh Đạt đánh ngất luôn Khang một cách nhanh chóng. Kế hoạch bắt cóc trả thù gia đình Ái Phương của Kim Long đã thật sự hoàn hảo. Giờ đây cả gia đình họ cùng bà Hồng Nhung đang rơi vào tay của ông trùm giang hồ. Tính mạng của họ như nghìn cân treo sợi tóc. Hiện tại chỉ có Nam và Diễm Quỳnh mới có thể giải cứu cho người thân. Trước tình cảnh ngặt nghèo này, liệu Diễm Quỳnh có nói sự thật cho Nam và chủ bảo? Ai sẽ là người ra tay đưa gia đình Ái Phương và Hồng Nhung về nhà an toàn? Mời các bạn đó xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha! Nếu thấy hay xin hãy cho kênh một like và một đăng ký để ủng hộ nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.